Đối với các mỹ nhân bi, thân hình chuẩn và nhan sắc nổi bật là những yếu tố quan trọng khi xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, sau sinh con họ đều dành nhiều thời gian để lấy lại dốc dáng cùng nhan sắc tuyệt vời như thuở còn son rỗi. Showbiz Việt đã chứng kiến rất nhiều bà mẹ một con sở hữu sắc dốc đáng ái mộ, nhưng những mỹ nhân dưới đây lại gây lưu ý hơn cả, bởi bất kỳ khi nào xuất hiện họ đều khiến công chúng phải đổ dồn sự đông đả. Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Sau 2 năm kết hôn với doanh nhân Trung Tín hồi tháng 10 năm 2017, Đặng Thu Thảo rất ít tham gia các sự kiện giải trí và giấu bí mật cuộc sống hôn nhân chốn hào môn. Vào giữa tháng 3 năm 2018, Đặng Thu Thảo đã lâm bồn chào đón con gái đầu lòng tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi sinh, cô hối hả trở lại với thân hình cực thon gọn và vẫn giữ trọn nhan sắc dễ thương mong manh đúng chuẩn thần tiên tỷ tỷ. Dù hạn chế tham gia các sự kiện nhưng mỗi khi xuất hiện là một lần Đặng Thu Thảo ghi điểm bởi thần sắc nổi bật. Lần xuất hiện tại một sự kiện giải trí thế hệ đây của Đặng Thu Thảo đã làm khán giả hết lời khen bởi thần sắc đáng ái mộ. Ngay cả những hình ảnh đời kém của Hoa hậu Việt Nam 2012 cũng khoa triệt để nhan sắc và dốc dáng không thể xem kém. Nhã Phương. Sau khi sinh con đầu lòng, Nhã Phương nhận vô số lời khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Không những vậy, việc cô đổi mới phong cách sang gợi cảm, quyến rũ hơn cũng được công chúng đánh lạnh cao. Bằng chứng là bất kỳ khi nào xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Nhã Phương cũng chiếm trọn sự đông đảo từ khán giả, giới truyền thông. Tuy nhiên vì thân hình ngày càng gầy hơn trước rất nhiều nên không ít lần nữ diễn viên tuổi thanh xuân bị khán giả nhắc nhở nên đông đảo tới vấn đề cân nặng hơn. Từ khi kết hôn và sinh con, Nhã Phương đổi mới hoàn toàn phong cách để trở nên gợi cảm, quyến rũ hơn. Thậm chí cô còn lọt danh sách những mỹ nhân sở hữu dòng một đầy đặn của bi. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân được đánh lạnh ngày càng nổi bật, dù thân hình vẫn trong tình trạng mình hạt xương mai quá mức. Á hậu Tú Anh. Sau kết hôn, Á hậu Tú Anh dành hết thời gian cho gia đình và sinh con trai đầu lòng. Hiện tại khi bé bỏng kem quý tử của cung phi chồng Tú Anh đã cứng cáp, cô thế hệ quay lại showbiz bằng việc tham gia các hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt nhan sắc hậu sinh con đầu lòng của Á hậu Việt Nam cũng được nhận xét không thể xem kém. Giống như Nhã Phương và Đặng Thu Thảo, Tú Anh lấy lại dốc dáng rất hối hả, cô thậm chí còn được khen đẹp sắc sảo hơn trước rất nhiều. Sau sinh quý tử đầu lòng, Á hậu Tú Anh cũng hối hả lấy lại dốc dáng và nhan sắc dễ thương. Nhiều người nhận xét người đẹp còn sắc sảo, mặn mà hơn hẳn lúc chưa sinh con.